ra thăm cái bẫy này mà thấy dính mà quay cho mọi người coi. Dính được 3 em. Hai em nghệ, một em nghệ, tám nghệ, còn em này em bạc. Mình bảy nó hơn sáu, bảy sáu trên cái cây bự này, cái cây mất cái cây này. Cái giờ mình không thích nuôi mấy con này nữa, không có thời gian chăm sóc đâu, mà không có một người sinh mà mình không có thần luôn á, giờ mình bắt mình thả luôn á. Làm clip quay clip cho mọi người xem cái tác dụng của cái bẫy tự động của mình thôi, là mình thả luôn không. Là ba con này, hai con nghệ này, hai con này với con này chim đầu bạc. Này rất là đẹp luôn, nó giống như con chim chào mào vậy. Có con già già này, này cái đầu này nó lên chớp luôn, rất là đẹp. Đen này, con trống mấy con này không phân biệt được, mình thả luôn một con. Nãy giờ nhảy khát nước luôn cho nó uống miếng nước này. Đây. Con này chắc hơi nãy giờ bị hóc nắng. Đây. Nghe lại dính nữa. Ngày say nắng. Ngày dính sáu mọi người. Để đi. Để chừng nào tỉnh tay đi. Kìa tao bắt cái con sáo à. Trời ơi.
Cái này mới để. Ủa hai con, không phải. Một con sáo với một con chim rảo. Lý mà. Trời ơi. Sướng luôn. Mình cũng thả luôn. Bắt con sáo. Con sáo mình luôn. Mình tháo lòng xíu nữa, tháo lòng bắt mới được chứ thò hò những cái lòng nãy là không được, không thể sang rồi. Này là cái bẫy cũ nha, cái bẫy 8 tấc á, còn cái nãy á, cái này là 1 mét luôn. Được kính nè. Kính 1 mét. Ủa, con này nó đẹp ghê luôn. Sáu này. Sáu này cũng già, không già dữ nè. Cái chừng này. Chim trời trảo này giờ mình biết nuôi sáo mình thiêu trời trảo, mình không có thời gian đi bẫy á, giờ nuôi màu với không thời gian, anh ổng sinh mà mình thường không có thời gian, mình thường mình chỉ bắt con sáo này. Ghê đẹp luôn, không thả luôn, lúc luôn rồi nó cường càng sọc dữ, con này càng sọc dữ là con nó đẹp quá đẹp luôn. Xưa mình gặp mấy con này mình mê lắm người, rất thích nha. Con này mình lên màu thì rất là dễ luôn, mấy con này nó già dễ lên màu lắm, mà không bằng con mấy dữ hơn. Ồ, cái đầu nó đẹp. Mọi người đó, nhìn quá trời quá tiếc. Ồ, nó có lông đen luôn rồi nè. Mọi người chỉ. Hai người chỉ cộng lông đen, hai ba cộng lông đen luôn. Ồ, mình bắt con này lên chơi mọi người. Cái này đẹp quá đẹp rồi, mê. Lâu quá rồi. Còn sáu à. Không giữ, không bằng con mấy con lúc trước mình bắt, trước nó già dữ lắm rồi, con này còn hơi mới lớn à, rồi con này màu đẹp ghê mà đẹp mọi người, ghiền quá mọi người, không thả được luôn á, nói khi mình thả con này thôi, ghiền quá rồi, sáo này nó chưa vàng dữ, nó vàng, mặt vàng đậm luôn, vàng như nghệ luôn. Quá trời. Thôi mình thần lại con này. Con này thấy ghiền. Rồi nó có mấy cọng đen mà như cái cọng đây nè, nắm này. Cọng lông bào á của mấy chim công. Trời ơi đẹp. Bắt này. Hai con này. Hai con.
mình sẽ thuần nó lại rồi xem sao nha. Với thời gian lên màu được mình sẽ rảnh, mình ít có rảnh, công việc mình quá nhiều không thời gian đi bảy đi chơi. Mình rất là đam mê cái này, với lại đam mê câu cá là thời gian cũng có. Chúc mọi người xem video vui vẻ nè. Mọi người có liên hệ thì cứ lại để lại comment ở dưới đi, mình sẽ tự liên hệ lại một số điện thoại. Nói gần gần thì mình ship thẳng luôn, xa có một số bạn xa quá mình ship, tại cái tiền ship nặng lắm người. Này là 8 tấc. Rồi cái hồi nãy cái trước đó là cái 1 mét đó. Nó rộng hơn. Nó rộng hơn rất là nhiều. Rồi hết rất là tiện. Mọi người chưa xem clip á, bỏ chuối bỏ thức ăn bên đây nữa, qua nó ở cả tuần lễ luôn. Là khỏi đi thăm, không cần đi thăm. Một tuần lễ sao mình đi thăm cũng được. Nó tiện hơn cái bẫy kia rất là nhiều. Số lượng vô rất là nhiều. Có đạt mình bẫy vô là khoảng 5-6 con này luôn. Chơi chứ. Nó xuống này ăn bày. Chú chuối luôn nào. Yeah. Ăn thấy rồi. Ăn lủng vô chú chuối luôn. Yeah. Nó đứng trên đây cũng được thì nó bắt được, phải nhảy trên đây cũng được. Xem video vui vẻ.